Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ sáu ngày 14 tháng 9 với một số tin tức đáng chú ý. Trung Quốc xây thêm 51 trạm thông tin ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tàu Trung Quốc và Nhật Bản cảnh cáo nhau tại quần đảo tranh chấp. Kính thưa quý vị, hài cốt của 14 công nhân Việt Nam bị hỏa hoạn chết ở Nga sẽ được đưa về Việt Nam. Theo Vietnamnet, Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga sẽ trợ giúp toàn bộ chi phí hỏa táng các nạn nhân và chuyển cho cốt về nước Dự kiến chi phí hỏa táng và chuyển cho cốt cho mỗi nạn nhân số, số và khoảng 2.000 đô la. Nếu gia đình nạn nhân muốn đưa thi thể người thân về nước thì sẽ được giúp 2.000 đô la. Phần còn lại gia đình sẽ tự chi trả hoặc do các hội đồng hương và thân nhân tài trợ. 14 người Việt Nam thiệt mạng khi hỏa hoạn xảy ra hôm 11 tháng 9 tại một xưởng may ở cách Moscow 100 km về phía đông nam. Chủ nhân công ty đã khóa trái cửa nhốt công nhân như tù nhân, vì thế họ không thể thoát ra. Đa số người lao động Việt Nam nhập cư ở Nga là lao động trái phép. Trung Quốc dự kiến xây dựng 51 trạm thông tin tại các đảo cưỡng chiếm của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra còn có 104 trạm di động trên các tàu và 8 tuyến cáp quang vượt biển. Báo chí Việt Nam mô tả đây là bước đi mới nhất của Trung Quốc trong một loạt hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc đã vận hành thương mại điện thoại di động, điện tín, trạm thông tin và Internet trong phạm vi có bán kính 70 km xung quanh quần đảo Hoàng Sa và bảy đảo ở Trường Sa mà Trung Quốc đã cứng chiếm của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định mọi hoạt động của Trung Quốc ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa là vi phạm chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Các giới chức cao cấp của cơ chế ASEAN Cộng 3 hôm nay họp tại Hà Nội để thảo luận chủ đề thúc đẩy dịch vụ xã hội và an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm nói rằng những người yếu thế nằm trong nhóm dễ bị tổn thương nhất vì khủng hoảng kinh tế và thiên tai. Ông Đàm nhấn mạnh rằng người nghèo, người tàn tật rất cần được cứu giúp vì họ không có phương tiện để tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là y tế, giáo dục và nguồn nước sạch. Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 8 khai mạc từ hôm qua 12 tháng 9 ở Hà Nội. Manila hôm nay loan báo tịch thu 4.700 tấn gạo không có chứng từ do một tàu hàng của Việt Nam trở lậu vào Philippines. Tàu hàng mang tên Minh Tuấn 68 cùng lượng gạo vừa nói bị bắt giữ hồi tuần trước lúc chuẩn bị xuống hàng ở thành phố Ligapi, tỉnh Albay phía bắc của Philippines. Philippines từng là nước nhập khẩu nhiều gạo Việt Nam nhất trong những năm 2009-2010. Gần đây, chính phủ nước này giảm các hợp đồng tập trung của chính phủ và giao việc nhập khẩu gạo cho các công ty tư nhân. Các tàu của Trung Quốc và Nhật Bản hôm nay đối đầu và cảnh cáo lẫn nhau tại vùng biển quần đảo Senkaku, tức Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc. Sáu tàu hải giám của Trung Quốc hôm nay tiến vào vùng lãnh hải tranh chấp này. Các tàu tuần duyên của Nhật phát tín hiệu cảnh cáo. Và hai hoặc ba chiếc tàu Trung Quốc đã rời khỏi khu vực ấy. Theo lời viên chức tuần duyên Nhật, ông Yasuhiko Oku, Nhật Bản chiếm quần đảo này từ tay nhà Mãn Thanh và xác lập chủ quyền từ năm 1895. Nhưng Trung Quốc vẫn công bố chủ quyền thuộc Bắc Kinh. Cùng lúc, chính phủ Nhật Bản kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ công dân Nhật giữa lúc diễn ra phong trào bài Nhật và bạo động nhắm vào người Nhật ở Hoa Lục. Tokyo cảnh báo kiều dân Nhật đang có mặt tại Hoa Lục sau khi xảy ra sáu vụ tấn công nghiêm trọng. Một nhà ngoại giao Nhật cho biết như vậy. Người Nhật được nhắc nhở không nên ra ngoài về đêm và tránh nói tiếng Nhật ở nơi công cộng. Rắc rối xảy ra ở Thượng Hải, nơi có hơn 60.000 kiều dân Nhật sau khi Nhật Bản công bố hoàn tất việc mua lại các đảo tranh chấp Senkaku. Và thưa quý vị, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể xuất hiện trước công chúng vào thứ Bảy này khi đã bớt chứng đau lưng trầm trọng. Ba nguồn tin thân cận giới lãnh đạo Bắc Kinh cho biết như vậy, xóa tan các đồn đoán liên quan đến sự vắng bóng của ông kể từ đầu tháng 9 này vị lãnh đạo tương lai của Trung Quốc không xuất hiện trong gần 2 tuần nay và cứu từ các phiên họp đã được dự trù với các lãnh đạo và viên chức cao cấp nước ngoài, kể cả Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Chính phủ Trung Quốc có lần từ chối lên tiếng về sự vắng mặt đó khiến dẫn tới đồn đoán rằng ông bị đột quỵ hay bị tai biến mạch máu não, bị cứu cấp vì ung thư hoặc thậm chí bị mưu sát. Hôm nay tin cho hay, vì phó chủ tịch nước 59 tuổi đang được điều trị chứng đau lưng bằng vật lý trị liệu và cần tĩnh dưỡng thêm, trong khi chờ đợi thay thế chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong năm nay. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ araytientviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn mời quý vị vào địa chỉ achautuado.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamis.af.owatch. thi và chân như xin kính chào tạm biệt. <laughs>